trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh trên địa bàn thành phố, tối qua lãnh đạo thành phố Hưng, Đà Nẵng đã đi kiểm tra thực tế công tác phòng chống dịch tại các vườn đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của thủ tướng chính phủ trên địa bàn quận Liên Chiểu và Thanh Khê. Đến kiểm tra khu vực phong tỏa tại phường Hòa Khánh Bắc và khu công nghiệp Hòa Khánh mở rộng quận Liên Chiểu, ủy viên trung ương đảng, bí thư thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng đề nghị quận Liên Chiểu cần làm quyết liệt hơn nữa công tác giám sát cách ly, vận động người dân tại khu phong tỏa thực hiện tốt thông điệp 5K cũng như quy định giãn cách theo giới thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Nên kỳ địa phương và các doanh nghiệp phải phối hợp chặt chẽ với ngành y tế triển khai đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch theo quy định. Chủ doanh nghiệp cần chú trọng công tác vệ sinh tại chỗ để phòng ngừa sự lai lan của dịch bệnh. Đến kiểm tra công tác phòng chống dịch tại phường An Khê, quận Thanh Khê, ủy viên dự khuyết ban chấp hành trung ương đảng phó bí thư thường trực thành ủy chủ tịch hội đồng dân dân thành phố đà nẵng lương quyện minh triết đề nghị lãnh đạo quận thanh khê quan tâm các kiến nghị của địa phương các lực lượng chức năng tiếp tục giám sát vì thực hiện chỉ thị 16, có hình thức xử lý vi phạm để săn đe những trường hợp không tuân thủ các quy định phòng chống dịch đồng thời khẩn trương rà soát phân bổ kịp thời các gói hỗ trợ đến với những trường hợp khó khăn yếu thế Vườn An Khê hiện có một vùng thiết lập cách ly y tế với 1.259 hộ dân và hơn 4.900 dân khẩu, được triển khai từ ngày 16 tháng 7 và thực hiện ít nhất đến 18 giờ 30 phút ngày 23 tháng 7. Đến kiểm tra công tác phòng chống dịch tại phường Thạc Giáng, quận Thanh Khê, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Lê Trung Trinh đánh giá ngành y tế và địa phương đã có nhiều cách làm hay trong việc lập bản đồ theo dõi các khu dân cư trên địa bàn phường, xác định các điểm nóng và kịp thời có biện pháp ngăn ngừa dịch lây lan rộng ra cộng đồng. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng nhấn mạnh, các lực lượng tại đây cần tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực hơn nữa trong việc giám sát thực hiện cách ly, đồng thời tiếp tục tiến hành xét nghiệm định kỳ để có đánh giá đúng về diễn biến của dịch bệnh tại khu vực này, từ đó đưa ra các biện pháp phòng chống dịch bệnh phù hợp với tình hình thực tiễn.